Cô Thủy xin chào tất cả các anh các chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kỹ thuật nhảy size của áo dài. Kỹ thuật này chúng ta có thể áp dụng được cả nhảy size cho những sản phẩm khác, ví dụ như là đầm này, hay là áo vest, hay áo sơ mi, hay là áo măng tô. Và chúng ta sẽ nhảy size bắt đầu từ size M cho sang size L. Sau đó chúng ta thuộc rồi thì chúng ta có thể nhảy các size khác nhau, ví dụ như size S hay là size XL hay 2XL đều được. Và cũng kỹ thuật này chúng ta cũng có thể áp dụng nhảy sai may đo cho các dáng người à, Chính vì thế à, bài nhảy sai hôm nay của chúng ta rất là thú vị đấy ạ Vậy thì cô sẽ đọc số đo để chúng ta bắt đầu nhảy sai của sai M sang sai L các anh chị nhé à, thứ nhất là chúng ta chọn à, bài nhảy sai của chúng ta là phần áo dài Thì chiều dài của áo dài cô đang để trung bình là 145 Hạ ngực của size M đang là 24 Rộng ngực đang là 86 cách ngực 16, hạ eo 38, rộng eo 70, hạ mông 58, rộng mông 92, rộng cổ 38, rộng vai 37, dài tay 57, rộng bắp tay 28, hạ khử tay 30, rộng khử tay 23, rộng cửa tay búp 22 và rộng kích tay thì trong trường hợp áo dài thì chúng ta chưa sử dụng đến kích tay nhưng mà chúng ta sẽ để trống ở đây. Còn ở trong tay áo vest thì size M của chúng ta đang có là kích tay là 18 đến 19 và áo sơ mi thì cũng là từ 19 đến 20 và đầm thì cũng là từ 18 đến 19 thì tùy theo cái độ rộng chật của áo hay là của tay để chúng ta xác định phần kích cho nên là chúng ta có thể để trống phần này. Và vòng nách là 38 và sâu mang tay của tay áo dài nách tròn là 13,5, còn tay rắc lăng thì chúng ta sẽ tính sau vào các phần công thức. Như vậy là cô vừa đọc cho các bạn nghe về phần thông số của size M. Còn bây giờ cô sẽ đọc thông số của size L để chúng ta so sánh. Chiều dài của size L là áo dài là 147, tăng 2. Hạ ngực 25 tăng 1, vòng ngực 90 tăng 4, cách ngực 17 tăng 1 hạ eo 39,5 tăng 1,5 Rộng eo 74 tăng 4 Hạ mông 60 tăng 2 Rộng mông 96 tăng 4 Rộng cổ 40 tăng 2 Rộng vai 38 tăng 1 Dài tay 58,5 tăng 1,5 Rộng vắt tay 30 tăng 2 Hạ khử tay 31 tăng 1 Rộng khử tay 24,5 tăng 1,5. Rộng cửa tay 23 tăng 1. Kích tay chúng ta để không. Vòng nách 40 tăng 2. Sâu mang tay 14 tăng 0,5. Đấy là nách tròn. Như vậy là cô vừa đọc xong phần sông số của size L và các bước tăng. Thế thì các bạn nhớ là đây là thông số của size M và size L của đưa ra để cho chúng ta học bài hôm nay Và thông số size này các bạn cũng có thể thay đổi theo vùng miền cũng như là phù hợp với công ty mà các bạn đang sản xuất hàng bán sẵn Cho nên là các bạn cũng có thể thay đổi được thông số này